Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái buổi học của mình. Hôm nay mình sẽ học cái bài nó gọi là Face Mute. Alright. Ok, các bạn. Thì cái này mình gọi là Face Mute ha, hay các bạn còn gọi là Self Mute ha. Face hoặc là Self Mute thì các bạn có thể bấm vô đây ha. Self đó, thì cái này nó gọi là self mute hoặc là face mute ha. À, các bạn thì nó có hai cái tên gọi ha. Thì mình có hai tên gọi, một là face hay là self mute. Ok. Ok, bây giờ mình nói ha. A face mute has cutting edges that are replaced when worn. Thì ở đây cái câu này chúng ta sẽ có nè, là cái mặt cái dao tiện mặt á, thì nó có những cái chip, những cái lưỡi cắt mà có thể thay được khi mà bị mòn ha. They are rigid, thì rigid là chính xác, họ đây chúng thì nó chính xác và bền. May have up to eight or more cutting edge, thì cái này nó sẽ có tới 8 mặt, 8 cái đỉnh để mình cắt, mình có thể thay được ha. Một cái insert thì cái insert đó, insert nè, cái từ insert này cũng có là cái nó gọi là dao cắt ha. Insert là dao cắt ha. Thì ở đây nó nói là một dao cắt như vậy á thì nó có tới 8 lần, các bạn có thể thay 8 lần để mà mình cắt được ha. Và nó có thể là can remove material quickly, có nghĩa là nó có thể là loại trừ, nó có thể cắt vật liệu một cách rất là nhanh ha. They are often used for the first machining operation to quickly create a flat finish face on the board. Thì có nghĩa là chúng nó thường sử dụng ở cái ví dụ bạn program một cái chương trình thì nó sẽ thường là đặt ở cái phần đầu tiên của cái chương trình để mà nó tạo ra một cái mặt đẹp ha, mặt bóng. Thì thường thường các bạn sẽ thường thường á các bạn sẽ cắt cái mặt á là ốp một ha, có nghĩa là vừa vào là mình phải cắt mặt đó, là bước đầu tiên. Thì mình sẽ dùng cái này, thì cái này nó sẽ gọi là face mill, còn cái màu đen này mình sẽ gọi là carbide insert. Insert là chip á, hay còn gọi là bit hay là chip gì đó ha. Thì một cái insert này á, thì một cái dao cắt này á, các bạn có thể thay được 8 lần ha, tùy thuộc loại dao. Có dao thay 4 lần, có dao thay 8 lần, có dao thay tới nhiều lần ha, 16 lần cũng có. Ok. Yep. Alright. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Cái đó thôi ha. Thì hôm nay học nhiêu đó thôi đủ rồi. Mình không cần học nhiều ha. Thì hôm nay mình sẽ học face mill. Đó, thì các bạn nhớ ha, insert. Từ insert có nghĩa là chip, hay còn gọi là hay gọi là mũi dao cắt của máy máy của này ha. Thì các bạn nhìn cái insert này nó giống như là máy 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 tiện ha. Đó, thì các bạn có thể thay thế đâu được ha. Thì nó có 8 đỉnh để mà bạn thay. Rồi nó thường sử dụng ở cái operate first nè, first operation, có nghĩa là vừa vào thì các bạn phải phay cái mặt của sản phẩm trước ha. Ok, chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Kỳ sau chúng ta sẽ học về corner radius tool ha. Ok, các bạn nhớ nha, face mill hay chúng ta còn có thể gọi là self mill ha. Self mill nó nói vậy nè, self mill ha. Đó, thì như vậy đó ha. Thì cái này nó có một cái holder đặc biệt ha. Holder là
cái đồ để mà giữ cái lưỡi dao của mình, thì nó có cái holder đặc biệt để mà nó gắn cái này vô ha. Thì cái này nó sẽ giữ bởi một con ốc ha. Đấy, các bạn sẽ coi đó, nó sẽ giống như vậy đó. Thì đây là cái holder nè, cái con ốc nè đó. Cái này là BT ha, BT30, thì dành cho những cái máy Kitamura này kia. Rồi, đó. Ok. Ok các bạn. Thì khi sau chúng ta sẽ học corner radius tool ha. Thì yes. Đây, corner radius tool thì nó cũng rất là vậy ha. Corner radius tool also called corner rounds. Tool I use to place a fillet on the outside corner of a port. Có nghĩa là corner thì các bạn có nghĩa là cái góc, radius có nghĩa là bán kính nè. Và nó cũng có thể gọi là góc tròn ha. Thì cái dao này dao 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 góc tròn ha. You thì nó sử dụng là sao? Nó I use, nó thường sử dụng để mà place a fillet, có nghĩa là nó một cái bán kính on the outside, có nghĩa là cạnh ngoài của sản phẩm. Đó, thì các bạn mình nhìn, các bạn nhìn cái sản phẩm này của mình nè ha. Đó, nó cái cạnh ngoài nè, các bạn nhìn cái cạnh ngoài ở đây nè. Nó là góc tròn. Đó, các bạn thấy không? Thì cái đó nó cắt cái vòng tròn ở đây thì nó gọi là corner round tool, hay là nó gọi là corner radius tool ha. Đó, hay còn gọi là corner radius tool, hay gọi là corner round ha. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học hai lại ha. Thì face mill hay còn gọi là shell mill là cái dao để mà cắt mặt ha. Nó sẽ có nhiều dạng kích cỡ như là 1 inch, không, nó có là 2 inch, 3 inch, rồi nó có là 6 inch. Đó, thì những cái loại dao nó là những là phổ biến. Rồi dao corner radius tool hay còn gọi là cái dao tạo ra những cái nét cong ở cái cạnh ngoài của sản phẩm, thay vì các bạn cắt cắt cái sản phẩm nó kiểu như là như cái mái nhà, thì bây giờ các bạn có cái tool này rồi á, thì có cái tool này rồi á, thì khi mà bạn cắt theo cái đường viền ngoài á, thì nó sẽ tạo ra cái cạnh tròn, cái cạnh tròn cho cái sản phẩm của mình ha. Thì nó gọi là corner, corner radius tool. Radius có nghĩa là bán kính ha, corner là góc, thì tạo một cái góc bán kính ở cái cạnh ngoài của sản phẩm thì nó gọi là corner radius tool, hay còn gọi là corner round, không? Corner round tool. Thì round nó cũng gọi là vòng tròn ha, round, round có nghĩa là một vòng tròn, thì nó gọi là corner, corner round có nghĩa là góc tròn, tạo cho một cái góc tròn cho cái sản phẩm của mình ha, góc bán kính ha, góc tròn ha. Đó, thì nó gọi là corner radius tool. Các bạn nhớ ha.